với chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường Cao đẳng nghề An Giang. Và trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về nghề kỹ thuật xây dựng. Thì trước tiên xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng làm quen với hai vị diễn giả của chương trình. Xin được giới thiệu thầy Trần Trung và cô Nguyễn Thị Kim Nguyên là giảng viên của khoa kỹ thuật xây dựng. Còn mình là Tuyên Thanh, người dẫn chương trình. Không chỉ là riêng ở trường mình mà còn một số trường nghề khác. Như vậy thì cô có thể chia sẻ thêm cho quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên biết thêm về xu hướng của cái ngành này như thế nào ạ? Chào Tuyên Thanh, chào thầy Trung, các quý vị khán giả và các em học sinh sinh viên. Thì những năm gần đây trên thực tế thì cái nghề xây dựng là học sinh sinh viên theo học cũng khá đông. Vì sao? Vì cái nghề này nó đang là một cái nghề hot và cái cơ hội để các em có việc làm rất là cao. Nên là các em mà đăng ký vào học nhiều. Và tại sao mà các em vào đăng ký học nhiều thì là có phù hợp với các em không? Thì hôm nay mình xin trao đổi cái nội dung nó như thế này. Thì nghề kỹ thuật xây dựng là cái nhu cầu là phát triển của xã hội nói chung và của cá nhân nó riêng. Như ông bà ta xưa thường có câu an cư thì lạc nghiệp. Cái nhu cầu xây dựng thì lúc nào nó cũng rất cần thiết. Chẳng hạn như xây dựng nhà ở, xây dựng trường học và các trụ sở cơ quan. Chẳng hạn như bây giờ Thanh có một miếng đất ông bà cha mẹ để lại, rồi sau thời gian mình làm việc tích góp chăm chỉ thì mình có thể dành được một số tài chánh cũng kha khá. Thì Thanh nghĩ như là phải có một chỗ ở rất là ổn định. Thì nếu như mà trong cái tình được cái trường hợp như vậy thì em nghĩ là chắc là em sẽ cố gắng để làm sao mà có được cái nhà. Thứ nhất đó là cái nơi mà mình có thể đi về mỗi ngày, một cái trú nắng, một cái nơi để trú nắng trú mưa, và có một cái chỗ ở ổn định thì mình mới an tâm làm những cái công việc khác. Cái đó là nhu cầu rất là chính xác luôn. Chẳng hạn như là thí dụ mình có nơi ở ổn định thì cái công việc mình nó sẽ phát triển trong cái hiện tại và hướng tới cái tương lai hơn nữa. Vì vậy là nhu cầu xây dựng nó sẽ rất là cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ như mình thấy là xã hội thì phát triển thì nhu cầu xây dựng rất cần thiết, như là những căn nhà ở, những chung cư, những căn nhà cao tầng nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Thì nhu cầu đòi hỏi của con người ngày càng cao thì nơi ở người ta cũng sẽ là tiện nghi thoải mái, nên nhu cầu xây dựng nó sẽ phát triển nữa. Vì thế nhu cầu xây dựng phát triển thì là cái việc làm của sinh viên khi học ngành xây dựng ra trường thì sẽ là các em sẽ có việc làm rất là cao. Như vậy thì có thể nói là học cái ngành này thì chúng ta sẽ đáp ứng được một cái nhu cầu rất rất là lớn của xã hội hiện nay. Và một câu hỏi tiếp theo thì xin được trao đổi với thầy Trung. Thì theo em được biết là gần đây trong địa bàn tỉnh An Giang của chúng ta đang có rất là nhiều những cái dự án lớn về xây dựng được đầu tư lâu dài. Vì vậy thì cái nhu cầu việc làm của chúng ta hiện nay rất là lớn, và theo cái đánh giá về góc độ chuyên môn của thầy ở khoa thì thầy suy nghĩ như thế nào về cái xu hướng này? Chính xác rồi cô Thanh, hiện tại trên địa bàn của tỉnh An Giang chúng ta hiện tại rất là nhiều nhà đầu tư thì hiện tại đang triển khai những dự án rất là lớn, ví dụ như là chung cư, nhà ở, các khu phức hợp gần trung tâm của hành chánh Nguyên Bình, Long Xuyên, Quận Tân của chúng ta. Ngoài ra thì còn đầu tư thêm những cái hạng mục như là nhà ở cao cấp ở khu vực Tây Sông Hậu, nhà ở xã hội ở khu vực Bình Hòa. Vì vậy mà cái nghề kỹ thuật xây dựng của mình sau khi ra trường là cái việc làm của mình rất là cao. Hơn nữa là một đặc điểm nữa đó là gì? Sau khi học nghề kỹ thuật xây dựng ra thì các bạn có thể tham gia vào các cái lĩnh vực xây dựng. Mình đơn cử như một số cái lĩnh vực sau đây. Ví dụ thứ nhất là bạn sau khi tốt nghiệp ra trường bạn có thể tham gia vào lĩnh vực là một cán bộ kỹ thuật thi công tại công trường. Thứ hai là bạn có thể tham gia vào các cái công ty với vai trò là họa viên. Họa viên là những các bạn mà triển khai bản vẽ và thiết kế ra những kết cấu và kiến trúc. Thứ ba là bạn có thể tham gia vào lĩnh vực là hoạt động giám sát công trình. Thứ tư là bạn có thể tham gia vào là một đội trưởng đội thi công của công trình xây dựng. Và thứ năm là bạn có thể tham gia vào lĩnh vực với vai trò là một cán bộ chất lượng khối lượng của công trình xây dựng. Nói chung là khi chúng ta tốt nghiệp ra mà chuyên môn về lĩnh vực xây dựng, chúng ta có thể làm mọi việc trong vấn đề liên quan về xây dựng. Thì qua cái phần trao đổi của anh thì em thấy là mình có rất là nhiều cơ hội việc làm từ cái ngành này. Như vậy thì hai cái lý do phần lớn để giúp cho các em vững tin chọn cho mình một cái nghề phù hợp là rất là bền vững,
Cho nên là quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên thì chúng ta có thể dựa trên những cái thông tin này để chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút về việc lựa chọn để học cái ngành này. Như vậy thì đây là một nghề mà sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều vị trí và cơ hội việc làm quá tốt. Như vậy thì nhiệm vụ còn lại của các em sẽ là lựa chọn học như thế nào và thời gian học trong bao lâu để có thể theo đuổi được nghề kỹ thuật xây dựng. Do đó thì sau đây thì xin mời cô Dung sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các em về nội dung, những cái thông tin liên quan đến việc mà theo học ngành này ở tại trường của mình. Thì xin trả lời với Thiên Thanh, quý vị khán giả và các em học sinh sinh viên. Thì mình có các cấp trình độ tại trường cao đẳng nghề như sau: cấp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và thường xuyên. Thì cái thời gian mà mình theo học ở trường dù cao đẳng thì là 2 năm rưỡi, là mình năm học 5 học kỳ. Khi mình ra trường thì mình lấy chức danh là kỹ sư thực hành. Rồi đối với cái hệ trung cấp mà khi mình có tốt nghiệp phổ thông trung học thì mình học 1,5 năm, tức là 3 học kỳ. Và tốt nghiệp trung học cơ sở, nghe em, trung học cơ sở thì mình học 4 học kỳ thì khoảng là 2 năm. Và ngoài ra còn có sơ cấp từ 3 đến 6 tháng và thường xuyên thì từ 1 tới 3 tháng. Và vừa mới có một câu hỏi tương tác từ tài khoản là Quốc Thái Dương, thì bạn có đặt câu hỏi là đối với ngành của mình thì học phí theo học là bao nhiêu, thì cũng xin cô Dung sẽ cung cấp thêm thì cho bạn. Học phí theo học cái ngành của mình thì được miễn giảm, đối với hệ cao đẳng thì được miễn giảm 70%, và là cái hệ B thì là miễn giảm hoàn toàn đến thời điểm này. Như vậy thì cái điều kiện để được miễn giảm là tất cả các bạn hay là có quy định theo đối tượng nào không vậy cô? Tất cả các bạn khi học hệ cao đẳng có cái ngành xây dựng thì mình được miễn giảm 70%. Và cái thời gian và thủ tục nộp hồ sơ định dự tuyển vào ngành như thế nào? Thời gian thủ tục đến thời điểm này sẽ nhận hồ sơ đến 11 tháng 9 2021, và sẽ xét tuyển thì vào là ngày 16 tháng 9, tuyển đợt 1, và công bố kết quả ngày 21 tháng 9, và hoàn tất thủ tục vào ngày tháng 9 2021. Và cái thời gian nhập học của mình là thời gian nhập học thì là mình đầu tháng 10. Như vậy thì qua các thông tin trên thì cô Dung cũng đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin cần thiết về quá trình xét tuyển cũng như là mức học phí rất là đáng cân nhắc đối với ngành. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhờ thầy Trung và cô Dung sẽ giải đáp thêm cho quý khán giả cũng như là các em học sinh về những cái câu hỏi mà các bạn đã tương tác với chương trình. Thì chúng tôi nhận được cái câu hỏi của bạn Quốc Thái Dương, tiếp theo là cái vấn đề học phí lúc nãy thì bạn có hỏi là sẽ được miễn giảm đến khi nào, tức có nghĩa là sẽ giảm trong năm đầu hay là chúng ta sẽ giảm hết toàn bộ khi đến khi thời gian các bạn ra trường luôn ạ? Thì xin trả lời là mình học ở đây, thí dụ cái hệ cao đẳng của mình là 2 năm rưỡi thì mình được sẽ miễn giảm hết đến khi mình ra trường. Và cái hệ B thì miễn giảm hoàn toàn, không, không phải đóng học phí đến cái thời điểm này. Như vậy thì bạn Quốc Thái Dương cũng đã biết được thông tin về cái miễn giảm học phí, và chúng tôi rất là hy vọng bạn sẽ cân nhắc để mà chọn vào trường cao đẳng nghề An Giang. Và một câu hỏi tiếp theo thì có một bạn gửi tin nhắn cho fanpage của chúng tôi là sau khi học xong thì trường có giới thiệu việc làm cho các em học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp hay không? Thì chắc câu hỏi này xin mời chỗ thầy Trung sẽ chia sẻ thông tin với bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn là một câu hỏi nó đặc trưng và nó rất là quan trọng đối với các bạn đăng ký học nghề tại trường cao đẳng nghề An Giang. Vì một bạn sinh viên học lúc nào ra trường cũng muốn là có một cái việc làm liền. Đương nhiên cái đó mình hiểu tâm lý. Do đó là trường luôn luôn, trường và khoa luôn luôn tạo cái mối quan hệ với doanh nghiệp. Sau khi sinh viên mình tốt nghiệp ra trường thì ở khoa sẽ các thầy và các cô sẽ tiến hành là liên hệ với doanh nghiệp để giới thiệu các bạn về các cái doanh nghiệp và công ty theo nhu cầu của công ty và nhu cầu năng lực của từng bạn. Để đáp ứng được là sau khi các bạn ra trường sẽ có việc làm cho các bạn ngay. Đó là xin trả lời cho bạn. Như vậy thì trong thời gian vừa qua thì qua quá trình mình khảo sát, mình thống kê thì cái tỷ lệ mà sinh viên sau khi ra trường tìm được công việc làm là khoảng bao nhiêu phần trăm so với tổng số ra trường thưa thầy? Cảm ơn cô. Thì thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Về cái vấn đề mà sinh viên sau khi ra trường ở khoa có một cái chính sách, đó là mục tiêu là lần vết theo sinh viên, tức là gì, sau khi sinh viên ra trường
thì sinh viên thì ở khoa sẽ lưu lại số điện thoại và thông tin của các bạn để lần vết theo các bạn là các bạn ra trường như vậy đó thì bao nhiêu phần trăm là có việc làm, là bao nhiêu phần trăm là không việc làm để cho khoa hỗ trợ. Thì cũng gần thời gian gần đây, gần nhiều năm gần đây thì cái vấn đề mà việc làm là sinh viên sau khi ra trường là đều có việc làm hết, và rất ít trường hợp không có việc làm. Và những cái bạn đó, khi mà gọi điện về khoa thì khoa cũng tìm mọi cách và giới thiệu về công ty cho bạn ấy làm. Do đó các bạn sinh viên cứ yên tâm, về phía khoa thì luôn luôn là cố gắng là sau khi các bạn ra trường là đều bố trí, đều giới thiệu được việc làm cho tất cả các bạn. Em nghĩ thì đây là một cái lời hứa hẹn rất là tốt để mà có thể cho các bạn yên tâm khi mà lựa chọn cái ngành nghề này để học. Và một câu hỏi tiếp theo thì nickname của bạn Tiên Nguyễn, thầy cô cho em biết là ở trường có đào tạo liên thông lên đại học không ạ? Thì chỗ câu hỏi này chắc em mời cô Dung ạ. Thì xin trả lời cái câu này, thì trường mình vẫn đào tạo lên đại học, vẫn liên kết học. Khi mà em học cao đẳng rồi thì vẫn liên kết đào tạo lên đại học. Và đối với ngành xây dựng của mình thì có liên thông lên không ạ? Ngành xây dựng của mình vẫn liên thông lên đại học khi mà các em đã học xong cao đẳng. Thì vừa rồi là cái phần trả lời cho câu hỏi của bạn Tiên Nguyễn. Và nếu như bạn có thêm những thắc mắc nào thì bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tương tác với chúng tôi. Và một câu hỏi được gửi đến thì câu hỏi này cũng khá là thú vị. Bạn có hỏi là nữ sinh thì có thể học ngành này được hay không? Và nếu học được thì sau khi tốt nghiệp có vị trí nào phù hợp đối với nữ khi mà theo học ngành kỹ thuật xây dựng hay không? Thì chỗ câu hỏi này thì chắc là sẽ mời cô Dung trả lời cho bạn. Xin cảm ơn câu hỏi của một bạn. Thì xin trả lời như thế này, nữ sinh vẫn học và nhiều khi học còn tốt hơn cả các bạn nam nữa. Tại vì khi mà học vào cái khoa xây dựng, ngoài những cái môn thực hành thì còn có những môn lý thuyết, chẳng hạn như là những môn vẽ rồi tính dự toán công trình vân vân. Thì khi nữ sinh ra trường thì sẽ làm vào những việc có thể là ngồi thiết kế, ngồi làm họa viên và có thể là tính dự toán cho công trình. Và Thanh nghĩ là một cái minh chứng rất là cụ thể là nữ sinh có thể học theo cái ngành này được hay không chính là cô Dung đang ngồi cạnh bên Thanh. Thì Thanh nghĩ là sau khi học cái ngành này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn đối với công việc chúng ta sau khi ra trường. Chắc có lẽ là nhiều bạn sẽ suy nghĩ là khi mà học ngành này thì các bạn phải ra để làm những công việc như là xây dựng trực tiếp tại công trình, thì đây là những công việc đòi hỏi về sức khỏe cũng như là cái yếu tố cần về nam nhiều hơn. Và theo cái thống kê ở tại trường của mình thì trong thời gian qua thì cái số lượng nữ sinh theo học ngành này có nhiều hay không vậy thưa cô? Thì một năm tuyển sinh thì cũng một lớp cũng có vài được em nữ sinh. Dạ, và hầu hết các bạn này thì khi ra trường sẽ làm đều có việc làm hết. Và những bạn đại học là khá giỏi trong lớp. Và cũng theo kịp các bạn nam, nhiều khi còn có thể là có một số em còn hơn cả bạn nam. Thí dụ như em nghĩ là học đối với cái môn thực hành thì các bạn phải trực tiếp là trộn hồ rồi nỉ lương phải không cô? Bạn cũng trực tiếp làm như bạn nam. Em cũng có theo dõi và thông tin thì có thể hỏi thăm các bạn, thì trong thời gian qua một số thầy cô có nhận xét là đối với các bạn nữ khi mà trực tiếp làm cái công việc như là xây tường hay là gì đó thì các bạn nữ vì cái tính tỉ mỉ của mình nên là còn khéo léo hơn các bạn nam. Như vậy thì qua cái phần trao đổi này cũng mong là các bạn nữ sẽ có thể yên tâm nhiều hơn khi mà mình có một cái sự đam mê và cái niềm hứng thú đối với cái công việc này. Và chúng ta có thể mạnh dạn đăng ký để chúng ta có thêm những cái hướng đi sau khi mà chúng ta vào trường rồi, thì chúng ta có thể chọn những cái hướng đi sau khi mình ra trường để mà mình theo đuổi. Và một cái câu hỏi tiếp theo thì có một bạn vừa gửi đến cho chúng tôi là em vừa tốt nghiệp xong lớp 9 thì có được đăng ký vào trường để học nghề xây dựng được hay không? Và xin diễn giả hãy giúp em thông tin về chỗ ở và mức học phí như thế nào? Thì chỗ này xin được mời cô Dung trả lời cho em. Thì em học lớp 9 thì em vẫn đăng ký được vào cái hệ trung cấp của trường. Và cái mức học phí thì đối với hệ B thì là như nãy trao đổi lúc đầu thì được giảm
hoàn toàn đến cái thời điểm này. Và về cái nơi ở thì là trường ta có cái ký túc xá. Thì là mức ký túc xá thì là chưa đến 200 ngàn, khoảng là 160 mấy ngàn đối với khi mà được em ở trong cái ký túc xá. Tức là trường vẫn đảm bảo là nơi ở cho các em. Và nếu được thì có thể là Thanh nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ chiếu lại cái hình ảnh về ký túc xá của mình cho các bạn có thể xem sơ lại ạ. Và chúng ta sẽ có một cái câu hỏi của bạn với nickname là Nguyễn Văn Hậu. Thì bạn có câu hỏi như thế này: thầy và cô cho em hỏi là mình học trung cấp thì mình có được học song song với chương trình học phổ thông hay không ạ? Thì chỗ này thì xin mời thầy Trung. Thầy xin trả lời câu của bạn có nickname là Nguyễn Văn Hậu. Thì hiện tại từ thời điểm này về trước thì trường ta không có dạy văn hóa song song với những bạn đã tốt nghiệp lớp 9 và qua học trung cấp nghề. Nhưng từ tuyển sinh năm sau, tức là năm 2021, thì trường chúng ta sẽ đào tạo song song qua hai phần, đó là phần nghề và phần văn hóa. Thì trong thời gian các bạn học nghề thì các bạn sẽ được học bổ sung song song văn hóa cấp 3 để các bạn bổ sung đi kiến thức để được tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là câu trả lời. Như vậy thì cái năm sau có nghĩa là đợt tuyển sinh tháng 10 tiếp theo. Như vậy thì các bạn đã có thể yên tâm lựa chọn rồi ạ. Và một câu hỏi của bạn có tên là Dương Minh Thiện. Thì bạn hỏi là: thưa quý thầy cô, em muốn hỏi là khi em tốt nghiệp cao đẳng thì có thể tiếp tục liên thông lên đại học tại trường được không ạ? Chỗ này thì xin mời cô Dung sẽ chia sẻ lại thông tin với bạn. Thì cái câu này nãy có một bạn đã hỏi rồi. Thì khi mà em tốt nghiệp cao đẳng ở trường thì em vẫn tiếp tục học để liên thông lên đại học. Xin cảm ơn cô Dung. Và một câu hỏi của bạn Sang Hồ: xin hỏi quý thầy cô, thì trường có dự tính đào tạo chuyên ngành này vào ngày thứ bảy và chủ nhật hay không? Xin cảm ơn. Thì chắc là em mời thầy Trung ạ. Cái này thì bạn hỏi nó chưa có chi tiết lắm. Ví dụ bạn hỏi thì bây giờ là nó sẽ có nhiều cái chương trình đào tạo. Ví dụ như chúng ta học tốt nghiệp cao đẳng xong thì chúng ta có thể học liên thông ra đại học. Và hiện tại trường chúng ta là liên thông, có cái nhiều cái hướng liên thông đó các bạn. Các bạn có thể tham khảo là: thứ nhất, chúng ta liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Và thứ hai, chúng ta sẽ từ liên thông từ cao đẳng lên đại học. Và hiện tại trường chúng ta đang liên kết với các trường để như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó sẽ rất rất nhiều thời gian và nhiều trường để chúng ta chọn lựa. Còn đi sâu vào câu hỏi của bạn thì có học được ngày thứ bảy chủ nhật hay không thì tùy theo loại chương trình các bạn. Ví dụ các bạn học sơ cấp, trung cấp hay là học lớp ngắn hạn thường xuyên thì sẽ có đào tạo vào thứ bảy chủ nhật. Còn riêng về phần liên thông từ cao đẳng lên đại học thì chúng ta sẽ được bố trí vào học các buổi ban đêm trong tuần và học luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Trả lời cho bạn được biết. Xin cảm ơn thầy phần chia sẻ của thầy Trung. Thì phần chia sẻ vừa rồi cũng đã giải đáp luôn được một câu hỏi tiếp theo của bạn Tiên Nguyễn, đó là trường đào tạo hệ đại học hay là liên kết với các trường khác. Thì thông tin của thầy Trung vừa rồi cũng đã giải đáp được một phần nào cái câu hỏi của bạn. Và chúng tôi rất là mong nhận được sự tương tác tiếp theo của các bạn. Thì lúc nãy là trong cái phần chia sẻ của cô Dung, mình có nói là mình có đào tạo theo cái cấp thường xuyên. Như vậy thì cô có thể chia sẻ thêm về cái hình thức đào tạo này như thế nào để cho các bạn rõ hơn được không ạ? Thì đào tạo thường xuyên thì là từ 3 đến 6 tháng, ngắn hạn là 1 đến 3 tháng. Thì khi mình đào tạo ra thì mình sẽ có những cái giấy chứng nhận đó, có thể là mình đi làm bên ngoài. Như vậy thì giấy chứng nhận này và cái việc mà đào tạo ngắn hạn như thế này thì mình sẽ phục vụ được cái nhu cầu việc làm như thế nào? Ví dụ như là làm thợ hồ cho những công trình nhỏ hay là mình có thể đứng ra để nhận thầu này kia được không vậy cô? Thì mình có thể là mình làm thợ cho những cái công trình. Tại vì khi mà làm thì người ta sẽ đòi cái giấy chứng nhận. Tức là những công trình mà có đầu tư lớn. Và một câu hỏi tiếp theo nữa thì trường có những chương trình hỗ trợ gì cho học sinh ngoài việc miễn giảm học phí hay không? Thì quá trình học ở tại trường thì học sinh có được hỗ trợ để nhận học bổng gì hay không? Thì nội dung này em xin mời cô Dung sẽ chia sẻ thêm. Thì như học phí
thì là nãy là mình đã nói rồi là miễn giảm 70%, hệ B thì là miễn giảm hoàn toàn. Dạ. Thì còn về cái vấn đề học bổng, khi mà mình học đạt loại giỏi, loại xuất sắc, loại giỏi thì mình sẽ được là cái mức học bổng. Mức học bổng là có thể nói là nó khá cao hơn là cái mức học phí. Dạ. Mỗi học kỳ đó. Nó còn nói chung là cái nó còn nhiều hơn là cái mức học phí mình đóng vào. Tại mình đã được giảm 70% thì cái mức học bổng khi mà mấy em được lãnh thì rất là cao. Ngoài ra là còn có những học bổng khuyến khích khác nữa. Thí dụ như cái mức học bổng mà mình được nhận thì có tính tỷ lệ theo cái sĩ số của lớp học hay không? Tính tỷ lệ theo sĩ số lớp học. Lấy điểm các em cao, từ cao từ trên xuống. Là khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái tỷ lệ? Thì là 10 hoặc là 20% so với tỷ lệ. Dạ. Có những em mà vào trường học là họ lãnh học bổng là suốt những học kỳ. Dạ. Còn hơn là cái tiền những em đã đóng học phí rồi. Và như vậy thì cũng đủ để cho các em trang trải cái tiền học phí và một phần nào cái chi phí họ học tập tại trường. Đúng rồi. Dạ. Thêm một câu hỏi nữa của các bạn gửi đến trang của chúng tôi như sau. Là sau khi học xong hệ cao đẳng thì em muốn tham gia học nâng cao, như vậy trường có đào tạo tiếp hay không ngoài cái việc mà học liên thông? Thì câu hỏi này em xin mời thầy Trung sẽ trả lời cho các bạn. Xin trả lời câu hỏi của bạn là bạn câu hỏi này thì cũng có một số vấn đề liên quan giữa câu hỏi trả lời câu hỏi vừa qua của các bạn hỏi trước. Thì trường chúng ta chỉ đào tạo từ bậc thường xuyên, sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng thôi. Do đó bạn muốn học nâng cao lên đại học và xa hơn nữa là thạc sĩ thì trước tiên mình phải học liên thông lên đại học. Thì liên thông đại học hiện tại trường đã liên kết với rất nhiều trường, như là thầy đã trả lời hồi nãy, tức là mình đã liên kết với nhiều trường rồi thì mình sẽ vào đăng ký tại phòng đào tạo để mình học liên thông lên từ cao đẳng lên đại học, và sau đó mình có thể điều kiện tiếp mình học lên thạc sĩ cũng được. Có 3 câu hỏi cùng chung đến một cái vấn đề là môi trường học hiện tại ở trường thì cái điều kiện cơ sở vật chất như thế nào. Thì cái nội dung này chúng ta cũng đã được xem những cái hình ảnh liên quan đến cơ sở vật chất ngay từ đầu chương trình, nhưng mà chắc có lẽ là các bạn vào livestream sau, do đó thì xin mời chỗ bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ trình chiếu lại hình ảnh về cơ sở vật chất của trường để cho các bạn xem qua một lần nữa, và chúng ta sẽ cùng nghe thầy Trung chia sẻ cụ thể hơn về những cái điều kiện cơ sở vật chất của riêng cái ngành xây dựng này, là các bạn sẽ có những cái xưởng thực hành hay là những cái nơi để mà các bạn học tập cụ thể như thế nào. Thì xin mời chỗ thầy Trung sẽ chia sẻ thêm. Thì hiện tại ở khoa chúng ta có hai xưởng. Thứ nhất là xưởng kỹ thuật nghề. Xưởng kỹ thuật nghề thì hiện tại là chúng ta sẽ được bố trí học cách tại các môn liên quan về cái bên nghề, tức là xây trát lắc ốp. Còn xưởng thiết kế thi công thì chúng ta sẽ tập trung vào các môn thi công, ví dụ như là môn là lắp đặt hệ mái, môn gia công lắp đặt cốt thép ván khuôn, môn bạ matix sơn trang trí, vân vân. Do vậy là cái cơ sở vật chất hiện tại chúng ta vẫn đáp ứng được nhu cầu của các bạn học hiện tại, và trong thời điểm xã hội phát triển như hiện nay thì trường và khoa luôn luôn đầu tư những máy móc mới để cho các bạn học tập và trao dồi kiến thức, kỹ năng. Đó là xin trả lời được các bạn. Và em khi mà nếu mà chạy từ ngoài cổng trường vào thì em thấy có nguyên một cái khu mà để dành cho các bạn là thực tập, thì cái khu này thầy có thể chia sẻ thêm được không? Cái khu này thì hiện tại giờ trường với lãnh đạo trường đang có cái hướng phát triển là sẽ cải tạo lại khu thực hành của chúng ta, thì phân ra hai khu rất rõ ràng và diện tích sử dụng là đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên thực tập. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và có một cái câu hỏi của các bạn gửi đến thì cho em hỏi là trong quá trình đào tạo thì kết quả việc làm của sinh viên ở tại trường mình có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không, và được doanh nghiệp đánh giá như thế nào. Thì em xin mời chỗ thầy Trung sẽ có những chia sẻ trước. Em nghĩ là cái này thì chúng ta sẽ có hai phần, chúng ta sẽ đánh giá đối với công tác xây dựng và đối với công việc tại văn phòng. Rồi, vì thầy sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Câu hỏi này nó cũng là một câu hỏi hay. Vì hiện tại sau khi mà ra trường thì các bạn phải vào công ty làm việc. Một số bạn thì có thể là theo gia đình làm việc. Thì về phía doanh nghiệp thì sau khi mà nhận được sinh viên của trường, sinh viên mà học nghề xây dựng của trường cao đẳng nghề An Giang
thì qua quá trình làm việc thì doanh nghiệp rất là hài lòng với mức độ là về việc kiến thức, thứ nhất là về kiến thức, thứ hai là về kỹ năng, thứ ba là về giao tiếp xã hội. Thì luôn luôn, nói chung là luôn luôn doanh nghiệp luôn 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 có ưu ái và chấp nhận nhiều cái sinh viên của trường mình sau khi tốt nghiệp ra trường. Dạ. Có tiếp theo gì không? Như vậy thì đó là cái công việc bên mảng xây dựng. Còn đối với những bạn được nhận vào làm trong mảng văn phòng thì cái đánh giá của doanh nghiệp bên ngoài như thế nào vậy thưa cô? Thì những bạn làm trong văn phòng thì là mấy bạn có thể là làm họa viên và thiết kế rồi tính dự toán. Thì đánh giá của doanh nghiệp là có thể đó là mấy bạn trong đây học được căn bản, rồi ra doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đào tạo không cho các bạn đó. Yeah. Có một số bạn thì rất là thành đạt. Rất là tiếc là trong cái buổi trao đổi hôm nay thì chúng ta không có mời được các cái bạn mà từ cựu sinh viên của trường mình mà hiện nay đang thành đạt ở các cái đơn vị. Thì hy vọng là có một cái dịp nào đó chúng ta sẽ được giao lưu với những cái bạn này, và chúng ta sẽ có thêm ban diễn giả. Chúng tôi đang nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn. Thứ nhất thì các bạn có hỏi là những môn học trong chương trình đào tạo thì có khác gì so với chương trình đại học không ạ? Và cái mức độ thì so với chương trình đại học thì có khó hay là dễ hơn nhiều? Cái này thì chắc em xin mời chỗ thầy Trung sẽ trao đổi với các bạn. Thầy sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Về chương trình đào tạo á, thì chúng ta đặc thù chúng ta là trường nghề, do đó chúng ta sẽ xây dựng chương trình trên cơ sở là kỹ năng của các bạn về kỹ năng thực hành. Còn về đại học thì sẽ tập trung về kỹ năng của bên hàn lâm, tức là bên lý thuyết. Thì sau khi mà phân tích lại chương trình đào tạo thì chúng ta thấy là chúng ta hiện tại về cao đẳng nghề chúng ta đó, khoa chúng ta đang xây dựng chương trình là vừa lý thuyết và thực hành. Yeah. Thì cái số lượng lý thuyết nó khoảng chiếm khoảng 30-40% cái chương trình đào tạo. Yeah. Và cái những cái môn học mà trong quá trình đào tạo á thì nó sẽ gần tương ứng, một số môn sẽ trùng với đại học. Yeah. Còn một số môn thì không có trong chương trình đào tạo của đại học, nhưng mà do đặc thù ta là trường nghề, do đó chúng ta sẽ đánh thẳng vào trong cái mục trọng tâm, đó là thao tác và yeah, cái kỹ năng thực tế. Yeah. Do vậy là không thể so sánh giữa với đại học và trường mình được, là lý do mà trường mình là trường nghề. Yeah. Tập trung vào mảng thực hành nhiều. Thì do đó cái bằng của chúng ta khi cấp á, là cái chức danh của ta là kỹ sư thực hành. Yeah. Vậy thì cái trọng tâm của mình là đào tạo là người thợ, và những cái kiến thức mà mình liên quan nhiều đến trong cái chương trình đào tạo của mình là làm sao để các bạn có thể rèn luyện được cái kỹ năng thực hành của mình có thể làm được. Thì tiếp theo câu trả lời vừa rồi thì thầy cũng phân tích rõ thêm, chúng ta là cao đẳng thì chức danh chúng ta là kỹ sư thực hành, thì cái người kỹ sư thực hành là cái người ở giữa vai trò của là giữa kỹ sư và người thợ trên công trình. Yeah. Thì cái người kỹ sư thực hành là cái người phải am hiểu về lý thuyết và am hiểu cả luôn về thực hành, để hướng dẫn và chỉ cho các người thợ trên công trình để người ta thực hiện cái công việc nó cho đúng bản vẽ. Yeah. Thì do đó là về cái kiến thức á, thì chúng ta có thể là một phần chúng ta sẽ hiểu về hàn lâm, một phần chúng ta sẽ dành về kỹ năng thực hành. Do đó là cái hiện tại về cái vì sao mà tại sao là nói là cao đẳng nghề đào tạo ra thì rất là nhiều doanh nghiệp người ta chuộng, người ta lại thích tuyển những cái bạn như vậy. Và vừa rồi là những chia sẻ của thầy Trung liên quan đến câu hỏi của bạn Nguyễn Liêm. Thì nếu như bạn Nguyễn Liêm có những thông tin muốn trao đổi thêm thì chúng ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho các diễn giả của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi của bạn với nickname là Khởi Nghiệp. Thì bạn hỏi là cho em hỏi thì ngành kỹ thuật xây dựng học chuyên ngành chính là gì ạ? Các kiến thức để tham gia thực hiện các công trình như dân dụng, giao thông hay thủy lợi ạ? Và em thấy tên nghề chung chung quá nên rất là hoang mang khi mà muốn chọn đăng ký vào. Thì xin mời chắc chỗ thầy Trung sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin để bạn nắm rõ hơn. Thì mình sẽ chia sẻ thông tin để cho bạn nắm rõ hơn về cái nghề kỹ thuật xây dựng. Tức là hiện tại trường chúng ta đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng sẽ nghiêng về phía dân dụng nhiều hơn. Do đó là chúng ta tập trung vào xây dựng các công trình như là công trình dân dụng, nhà ở, cơ quan, xí nghiệp, chứ chúng ta không có thiên về giao thông. Đó là cái phần mà trao đổi với bạn để bạn nắm rõ được thông tin. Còn về chương trình đào tạo thì chúng ta sẽ tập trung thẳng vào cái phần kỹ năng thực hành.
kỹ năng xử lý công việc trên công trường, kỹ năng tính được, tính toán được khối lượng, bóc toán được những cái chi tiết về về kết cấu, về kiến trúc, về thép, về móng. Nói chung chúng ta là những cái người thực hiện trên cái cơ sở bản vẽ và chúng ta triển khai đó ra ngoài thực tế như thế nào. Dạ, xin được cảm ơn thầy Trung. Và qua những thông tin của chỗ thầy Trung chia sẻ thì không biết là bạn khởi nghiệp có còn hoang mang nữa hay không ạ? Còn nếu như chúng ta có những câu hỏi tiếp tục thì các mong bạn sẽ gửi về cho chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp thêm cho bạn. Và một câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Văn Hậu là bạn hỏi là thầy và cô cho em hỏi là mình học trung cấp thì mình có được học song song với phổ thông không ạ? Thì câu này thì hồi nãy chỗ thầy Trung cũng đã chia sẻ rồi, là trong năm 2021 này, tức là đợt tuyển sinh vào tháng 10 sắp tới, thì chúng ta sẽ được đào tạo song song hai cái nội dung này. Và một câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Minh Thiện như sau. Thầy cô cho em hỏi, sau khi tốt nghiệp ra trường thì ngành kỹ thuật xây dựng ở trường có tạo điều kiện để xuất khẩu lao động hay không ạ? Thì chỗ câu hỏi này xin mời chỗ thầy Trung sẽ chia sẻ với các bạn. Xin chia sẻ với bạn rằng là hiện tại bây giờ trên cái thị trường lao động của mình á, là tất cả các nước ngoài người ta đang rất là thu hút cái nguồn lao động nước ngoài. Do đó là cái việc mà chúng ta tốt nghiệp được cao đẳng tại trường cao đẳng An Giang, chúng ta vẫn có cái cơ hội để chúng ta xuất khẩu lao động. Ví dụ như là xuất khẩu sang Nhật Bản, xuất khẩu sang Đức nè. Thì nói chung khi mà chúng ta muốn tiếp xúc lao động thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cái nội dung này để hiểu rõ hơn. Cảm ơn bạn. Và chắc là một câu hỏi tiếp theo nữa, thì câu hỏi này bạn Hoa Ngô Bích đặt là mình có đi thực tế trong quá trình học không thầy? Thì chỗ này thì xin mời chỗ thầy Trung sẽ chia sẻ với bạn, tại vì Thanh cũng đang suy nghĩ là không biết bạn ý bạn hỏi đi thực tế là thực hành hay là tổ chức một cái chuyến đi để mà trải nghiệm, thì cái này xin thầy chia sẻ về hai khía cạnh này luôn để cho bạn rõ hơn đi ạ. Vậy thì thầy sẽ chia sẻ cái nội dung này, câu hỏi này. Thì hiện tại nay trong chương trình mới đào tạo mới của khoa chúng ta thì chúng ta có một cái phần gọi là phần liên hệ và thực tiễn, tức là gì, các bạn sẽ được khoa liên hệ với một cái doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện công trình xây dựng luôn, và chúng ta vào đó chúng ta thực hiện nó giống như một người công nhân tại công trường. Từ những kiến thức chúng ta đã học tại trường, ví dụ như là công tác xay tô chét hay là lát ốp gì đó, thì chúng ta có thể ra ngoài thực tế chúng ta va chạm với thực tế công việc như thế nào. Thì đó là cái nội dung của cái phần mà khoa muốn là liên kết với doanh nghiệp để các bạn được thực tế nhiều hơn. Và cái thời gian để mình trải nghiệm cái quá trình này nó kéo dài khoảng bao lâu trong cái chương trình học của mình? Trong chương trình học mình thì sẽ tùy theo đợt và tùy theo cái môn học chúng ta. Nếu trong một môn học ít nhất sẽ đi thực tập một lần, thực tế doanh nghiệp một lần, thực tế tại công trình một môn chúng ta sẽ đi được một lần một hoặc lần. Là hai lần, tùy theo cái điều kiện tại công trường và tùy theo cái điều kiện của chương trình đào tạo của mình. Xin được cảm ơn thầy Trung. Kính thưa quý vị và các bạn, thì còn có rất là nhiều câu hỏi của các bạn đang gửi đến, và sau khi mà các bạn có thời gian để xem lại cái livestream này, thì nếu như còn những vấn đề thắc mắc, các bạn có thể trực tiếp gửi tin nhắn cho chúng tôi qua fanpage của khoa kỹ thuật xây dựng trường cao đẳng nghề An Giang, cũng như là có thể gọi đến số hotline của chúng tôi. Thì Thiên Thanh cũng xin phép được nhắc lại số hotline của chương trình để quý vị có thể trao đổi thêm những thông tin mà quý vị thắc mắc. Thứ nhất là số 02963956762 hoặc là số 0913819777 hoặc là gửi tin nhắn cho chúng tôi qua fanpage khoa xây dựng trường cao đẳng nghề An Giang. Thì chúng tôi sẽ gửi những câu hỏi này cho các diễn giả của chương trình và trả lời cho các bạn thông qua những tin nhắn trên fanpage luôn. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của một buổi tối cuối tuần để mà theo dõi cái livestream của chúng tôi. Xin chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc và xin hẹn gặp lại ở những buổi tư vấn tuyển sinh các ngành khác lần sau. Xin trân trọng kính chào.